No, en mi caso es directo, yo también he grabado con ella, le fue un chanto, Guiñán, Pañicho, Conchay, Luca, Ann, con hecho Matallas, José Lindo, con Antonio, Cecilia, Ferrosi, Cirilo, Catarina, Yusef, con Boy, con Guiñán, Tata, el Cidio, con Yeí, un par de yo también con Ana, Catrín, con Tonto, con ayuda, con José Lindo, que te pueda leer. And you said, when you go, was I in the end of the day, and come on, go to him, go to sit him, chung a day, and chung a day, and I leave a ritual, chung a day, and chung a tip of song, but the hang, take it. Yes, it's a con, but hang time. Đây là lễ chúng tôi vừa kết thúc năm phục vụ. Tuần này các bài đọc nói cho chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không biết giờ nào cuộc sống của chúng ta được Chúa gọi về. Chúa thứ tám với lần ta sẽ đang thi hành thánh lễ. Trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
sách tiên tri Daniel, khi ấy tổng lãnh sứ thần Mikae trỗi dậy, sẽ trỗi dậy can thiệp cho con cái dân người. Đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy, dân ngươi hễ ai đã có ghi tên trong sách sẽ được cứu thoát. Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ trỗi dậy. Có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòng trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người sẽ nên như các vị tinh tú tồn tại muôn ngàn đời. Đó là lời Chúa. Khi Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:
trong những ngày đó sau đại họa, mặt trời sẽ là tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các tinh tú sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy con người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ người sẽ sai các thiên thần người đi quy tụ những người đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi cây vả trổ nhanh non và mọc lá mới, các con biết rằng sắp đến mùa hạ. Phần các con cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con biết rằng biến cố đã đến gần cửa ngõ. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi điều đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời thầy sẽ chẳng qua đi. Còn về ngày giờ đó thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù là Chúa Con, trừ là Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Thưa cộng đoàn dân Chúa, tuần tới chúng ta mừng lễ Chúa Kitô Vua là kết thúc năm phục vụ B, và rồi sau tuần tới là chúng ta bước vào mùa vọng với năm phục vụ C. Những ngày, những tuần của quý đều nói về những sự cuối cùng. Vậy thì có câu chuyện người ta kể rằng có một người kia mắc bệnh nan y. Bác sĩ nói ông sẽ chết. Ông buồn rầu mỗi khi nhìn vợ và đàn con nheo nhóc. Ngày kia vị thần hiện ra và nói: "Này con, sao con buồn vậy? Xin gì ta sẽ cho?" Ông trả lời: "Xin cho gia đình con nhà cao cửa rộng, cho con cái con ở." Và thần đã cho một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ cho ông và gia đình sinh sống. Ông vẫn còn ưu tư, buồn buồn, thì vị thần hỏi: "Ủa, không vui sao? Có nhà cao cửa rộng không vui sao?" Ông trả lời: "Con xin được thức ăn ngon của vua chúa, và hàng ngày vị thần đã sai một người thợ nấu thật giỏi đến dọn thức ăn cao lương mỹ vị cho gia đình ông." Tuy nhiên, ông vẫn còn đăm chiêu và suy tư. Vị thần hỏi: "Kìa, nhà cao cửa rộng, thức ăn cao lương mỹ vị mà vẫn không vui sao?" Ông trả lời: "Vì không có quần áo đẹp, xe ngựa, người hầu, thần đưa đón đi đây đó." Và vị thần lại sai một đạo binh, những gia nhân phục vụ cho gia đình ông. Ông có tất cả, nhưng ông vẫn không vui vì căn bệnh hiểm nghèo. Ông có. Thần lại hiện ra và hỏi: "Gì nữa đây? Có nhà cao cửa rộng, có con ăn đầy tớ, có cao lương mỹ vị, điều gì mà còn không vui? Muốn gì nữa đây?" Thì bây giờ ông mới nói thật cho vị thần: "Thưa thần, con mắc bệnh nan y sắp chết rồi, con lo quá." Vị thần nói: "Chuyện nhỏ, để ta chữa cho." Và vị thần đã chữa cho ông khỏi bệnh. Ông vui quá, ông bỏ lại căn nhà bi nghi đồ sộ đó, bỏ lại thức ăn cao lương mỹ vị, vứt bỏ những quần áo lộng lẫy và con ăn đầy tớ. Ông trở về cuộc sống thường, tung tăng với cuộc sống hàng ngày của ông với sung sướng. Có một người tiểu phu đi chặt củi, trên đường về leo núi xuống đèo, trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhái, chán nản nhìn con đường còn xa lắm mới về tới nhà. Ông than: "Thà chết quách đi cho rồi." Vừa nói xong thì thần chết hiện ra với cái lưỡi hái tử thần trước mặt ông to: "Muốn chết hả?
Ông thường phu run sợ trả lời, không không không, con than là cái bóp củi nó nặng quá, chứ không phải là không muốn chết đâu. Anh chị em thân mến, hai câu chuyện về cuộc đời thường, những chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng trải qua những đau khổ, bệnh hoạn, khiến nhiều người chán nản. Đã là người, ai cũng muốn sống hạnh phúc. Cuộc sống của mỗi người không có niềm tin vào đời sau thật là khác. Mục đích của cuộc đời của họ là thành công, thành tài và tích lũy của cải. Có thể họ chỉ lo đi tìm thú vui trần gian, kiếm tiền, không sống ngày mai, rồi sống vô đạo đức. Vì cuộc đời vô thường này, nay còn mai mất, họ chỉ lo cho có đời này thôi, miễn làm sao vui được rồi. Mưa lúc nào mát mặt lúc đó. Họ bất cần tương lai, vì họ đâu biết có tương lai đâu mà họ cần, chỉ cần thú vui, nên họ sử dụng bất cứ phương tiện nào để được mục đích của họ. Không có lương tâm, nên lương tâm của họ không căm phẫn, không áy náy. Chúng ta những người Công giáo ngồi ở đây, hy vọng rằng chúng ta không nghĩ như vậy. Chúng ta có niềm tin, tin vào sự sống mai sau, tin vào Đức Kitô, Đấng đã trải qua đau khổ, cái chết và sống lại. Nên chúng ta sẵn sàng đi qua con đường đau khổ hy sinh, kể cả việc trao đổi cuộc sống này cho cuộc sống mai sau. Chúa kêu mời, ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, bác thập giá mỗi ngày mà theo ta. Và lời nói trong bài phúc âm hôm nay, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta nói sẽ không qua đi đâu. Và bài phúc âm nói rằng, kết thúc rằng, còn về ngày giờ đó thì không ai biết được, kể cả thiên thần, kể cả con người, chỉ có Thiên Chúa Cha mà thôi. Chúng ta biết bao nhiêu những cái vụ terrorist ở trên thế giới, nhất là bên Pháp, trong cái ngày mà người ta đang là có những cái cuộc đá banh giao hữu giữa nước Đức và nước Pháp, có cả Tổng thống đang là tham dự. Thế nhưng tối thứ sáu hôm đó, thần chết cũng đến với họ, và kẻ dữ đã đi qua, và hơn 150 người đã bị giết. Rồi khi đi lên Las Vegas, đi theo những cái chuyến văn nghệ nghe nhạc, rồi những người ở trên hotel có bắn xuống cả những người đang được theo dõi buổi hòa nhạc. Rồi mới đây ở trên Thousand Oaks cũng vậy, 12 người đang là đi vào phòng nghe nhạc thôi, và cuối cùng cũng không thoát. Đâu có ngờ tối đó là tối cuối cùng. Cách đây 2 tuần, chiếc máy bay của Mỹ tối tân 737 MAX 89, thế rồi mới tinh, nhưng mà cũng của hãng Lion Air của Indonesia, thế nhưng cũng đào đâm đầu xuống, sập xuống biển, và 189 người chết. Chiếc máy bay mới tinh, thế nhưng cũng đâu ai biết được. Được khuyên bảo anh chị em, chỉ có Thiên Chúa Cha thôi. Kể cả những người đi tu, kể cả những người dâng mình cho Chúa, cũng chưa chắc rằng nhìn cái chết với sự bình tĩnh đâu. Nói như vậy, vì có một linh mục kia cầu xin cho con được ơn chết lành, và xin cho con biết trước được ngày con chết. Thì ngày kia Chúa sai thiên thần bản mạnh đến trả lời với ngài. Thiên thần bảo, Chúa đã nghe lời cầu nguyện của cha, Chúa sai tôi đến để báo cho cha một tin vui và một tin buồn. Vì linh mục hồi hộp nói, xin cho con biết tin vui trước đi. Thiên thần báo tin vui. Tin vui là cha sẽ được lên thiên đàng. Biết rằng mình được về thiên đàng, linh mục cười hớn hở. Vậy tin buồn là gì? Thiên thần chậm rãi, tin buồn là ngày tối nay cha về thiên đàng. Nghe tin ngày tối nay cha về thiên đàng, linh mục té xỉu. Đấy, kể cả linh mục cũng sợ chết,
như vậy đấy. Điều kêu bảo anh chị em biết về với Chúa là điều ai cũng muốn, mà bảo tối nay về thiên đàng về với Chúa thì là con chưa sẵn sàng. Giống như nhiều anh chị em khi đi hát bài lễ ăn táng, khi Chúa thương gọi con về thì các ông nói sẽ, con sẽ nói là con không về, con không về, con không về. Đố mà hát bài được đấy. Thưa quý vị và anh chị em, chúng ta đang được sống trong một thế giới rất là bất ổn, chao đảo, chiến tranh, động đất, máy bay rớt, khủng bố bất cứ lúc nào. Sáng nay tôi chia sẻ với gia đình của em, của anh Yuse Nguyễn Hữu Cửu rằng chúng ta gia đình đây anh có một thời gian là lọc máu để chuẩn bị, và chúng ta biết rằng có những nơi gọi là thiên đàng nhưng mà chưa làm thiên đàng. Ở trên Los, ở trên miền Bắc California, thành phố gọi là Paradise, nhưng mà trên đó bây giờ chỉ là cho bụi, hơn 1.000 căn nhà thiêu rụi và 70+ người chết ngồi ở trong tư thế ở trong xe hay ở trong nhà. Còn bây giờ 1.000 người đang là mất tích. Ai biết được đâu những căn nhà đó là của những người nổi tiếng, của minh tinh, hoa hậu, những căn nhà triệu mấy, 2 triệu. Rồi cuối cùng thiên đàng, cuối cùng đâu phải là thiên đàng đâu, thưa anh chị em. Đấy, cuộc đời nó mong manh như vậy đó. Và rồi ai dám nói nước Mỹ là thiên đàng, phải không anh chị em? Nước Mỹ chưa là thiên đàng. Thiên đàng trần gian nhiều người đang tìm đổ về đây. Đoàn người immigrants từ Honduras, từ các nước đang kéo tới Mỹ. Nhưng mà họ đâu có biết được rằng khi mà họ đạt tới nước thiên đàng Mỹ, họ sẽ đi vào tù đâu. Đâu là thiên đàng? Chưa chắc vào đây thì cuối cùng ai được ở lại hay là lại bị tống cổ về nước. Nước Mỹ vẫn chưa làm thiên đàng. Vậy thưa anh chị em, về cái sự khôn ngoan của chúng ta là hãy nghĩ coi, hãy suy nghĩ coi, chúng ta đang là sống ở thiên đàng hay là chúng ta sống mãi ở thiên đàng này không? Không, chúng ta sẽ có ngày phải bỏ thiên đàng này, bỏ trần gian này, vì người Công giáo của chúng ta có một nơi khác gọi là thiên đàng, chứ không phải là thiên đàng ở Mỹ hay là Paradise ở trên miền Bắc California đâu. Về thái độ quan trọng của chúng ta là thái độ dung hòa của người tin theo Chúa, là hãy sống, xây dựng, sống tiết độ và sống tỉnh thức, như câu chuyện của năm trinh nữ khôn ngoan và năm trinh nữ dại. Chúng ta hãy là những năm trinh nữ khôn ngoan, sẽ có ngày tận thế, nhưng không phải là tận cùng, là tiêu diệt, là hết ngày tận thế để rồi bước vào cuộc sống mà Chúa Giêsu phục sinh đã vào trước, đã chuẩn bị cho những ai sẵn sàng sống ở trên trần gian này, chuẩn bị cho cuộc sống viên mãn với Ngài. Vậy Chúa Kitô là người biến đổi, vì Chúa Kitô đã chiến thắng thế gian và cả sự chết nữa. Chúng ta hãnh diện về Chúa của chúng ta. Chúng ta sống yêu thương, chờ ngày Chúa Cha sai Chúa Con xuống lần thứ hai, đưa con người về với Thiên Chúa, những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng: Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đi rồi, dọn chỗ cho các con rồi, thì Thầy sẽ trở lại đem các con trở về với Thầy. Nhưng Ngài chỉ trở lại đối với ai sẵn sàng tỉnh thức. Khi Ngài trở lại thì đi về với Ngài, kẻo rồi chúng ta lỡ tàu, lỡ chuyến đi, Ngài trở lại mà chúng ta không tỉnh thức. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những bạn hữu của con cũng ở đó với con. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta đó. Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người tin Ngài, và Chúa Giêsu gọi
những người tin Ngài là bạn hữu. Và chỉ có những người tỉnh thức khi Chúa trở lại, thì những người bạn của Chúa tỉnh thức thì mới nhận ra Chúa trở lại. Mình quý bà mẹ trẻ thân mến, chúng ta đừng già như con thiêu thân chui vào thế giới, lao động ở thế giới và chết trong của cái khoái lạc và trần gian. Nhưng chúng ta hãy là những trinh nữ khôn ngoan để tỉnh thức sống làm sao khi người bạn của chúng ta trở lại và Chúa Giêsu Ngài gõ cửa, thì chúng ta đón Ngài và Ngài sẽ đưa chúng ta về thiên đàng. Amen. Tôi tin trên một Thiên Chúa và Cha Hoàng Năng, Thượng Lao Hành Trời Đất, Muôn Vật Hữu Hình và Vô Hình. Tôi tin trên một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh khởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa với Thiên Chúa, ánh sáng với ánh sáng. Chúng ta cầu xin Chúa nhận lời.
lần cho những ân nhân giáo xứ và cộng đoàn, những ân nhân đã và đang đóng góp để xây dựng linh đài Đức Mẹ Na Vang tại nhà thờ chính tòa, các linh hồn nơi luyện tội, các ý chỉ trong thánh lễ và ý nguyện riêng của mỗi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hỡi Chúa Giêsu, Chúa đã hứa sẽ trở lại trong vinh quang. Xin cho chúng con biết tỉnh thức chờ đợi Chúa trong nỗ lực canh tân bản thân để được gặp Chúa và được sống với Chúa. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa đã sáng tạo
và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đang làm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con bơi vây trong khi tự hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi và tung hô rằng: xin chúc nhớ đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Chi Nữ Maria mẹ Thiên Chúa Thánh Cả Thánh Xe, các thánh đồng đồ và thánh tử đạo tại Việt Nam đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng con mong đầy niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.
đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Chúa Giêsu Kitô, cho nên với cái tâm đồ lành, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa. Xin nói tương quan cho Thánh được bình an và nhân đôi thanh nhiên Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Nhân của Chúa ngờ cùng anh chị em. Và chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, chúng con vừa cử hành lễ tạ ơn để tưởng nhớ Đức Giêsu Kitô Con Chúa như lời Ngài truyền dạy. Chúng con đã được rước mình máu Thánh Người, cúi xin Chúa chấp nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến nhà Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin nguyện Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Amen.